Ok nhanh rồi. Chúng cho quay có 10 phút rồi. Giờ sẽ BBH rồi mà. Không vô đấu trường hả? Đâu đâu. Shadow chơi với linh hồn chết. Rồi xong. Mình đang BBH HKM nha các bạn. Mạng thứ 3. Từ gì vậy ba, sao không trúng? Tao đứng yên mà. God of Weebu. Gì vậy? Sao mà chơi cây ấy được? Mày có nâng, mày có nâng stat của kiếm đâu?
cái con dân tâm ta. Mày ăn máu đi bạn, ăn máu đi bạn, ăn máu đi bạn, thừa đấy, ăn máu đi. Bô le kìa, hất lên trời, sau đó ít bô le rồi chết. Sao nó né được, sao nó né được? Đánh cảnh cáo thôi. Rồi giờ mình sẽ đợi HGM chọn kiếm. Nhìn hay đó. Để đi lấy electric. Đang nghe bài 30 năm chứ gì. Bé bé nữa, đang nghe cái kêu bé. Mày lao vô chưa ít của tao luôn rồi. Mình chỉ còn quay clip được thêm 2 phút nữa thôi. Mày cứ chứ ít của nó cũng xịn thiệt á. Hai ngàn làm tao mất 2000 máu. Ừ, để giọng mày phát rồi mất nhiều máu. Giọng tao phát ơi. Tao giọng đam tao hơn mày 400. Đáng là không nên ít. Còn 5 giây nữa video kết thúc rồi.